Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 1 tháng 10, Trung tâm Vận tải Hành khách Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thí điểm áp dụng giữ xe gắn máy miễn phí dành cho học sinh sinh viên đi xe buýt tại hai điểm là khu B, công viên 23 tháng 9, nhà ga xe buýt Sài Gòn và ga hành khách xe buýt quận 8, số 397 quốc lộ 50, phường 5, quận 8. Theo ghi nhận tại khu B, công viên 23 tháng 9, quận 1, tức nhà ga xe buýt Sài Gòn, trong sáng nay, số lượng xe gửi rất ít. Mặc dù trước đó, đơn vị thực hiện đã có treo băng rôn thông tin, truyền thông, song vẫn chưa có nhiều người biết đến. Ở đây ngày đầu tiên thì chắc có lẽ là sinh viên cũng chưa biết đây là có điểm giữ xe phục vụ cho sinh viên. Nên đa phần thì người ta chưa gửi đây, người ta có thói quen gửi cái điểm cũ, nên cái điểm này tương đối là vắng. Nhưng mà hy vọng trong thời gian tới thì có thể là sinh viên người ta sẽ truyền tay nhau. Các bạn sinh viên truyền tay nhau thì người ta sẽ tới đây là gửi xe nhiều hơn, sẽ có cái điều kiện để phục vụ sinh viên nhiều hơn. Tuy chưa có nhiều người biết đến và tham gia, nhưng việc áp dụng gửi xe miễn phí được đánh giá là chương trình thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên khi di chuyển xe buýt tại một số đầu mối trung chuyển ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình biết cái dịch vụ gửi xe miễn phí này cũng là tình cờ, bởi vì mình gửi xe ở Bến Thành, rồi vào đây thì các chú bảo vệ mới chỉ mình cách là vô gửi, rồi giữ vé xe buýt, rồi về thì trình cho các chú thì sẽ được miễn phí. Đối với em, việc có trạm xe buýt ở đây thuận tiện cho em cho việc đi xe buýt. Chỗ này là ngay sát mình trạm xe buýt nên em không cần phải di chuyển xa để gửi xe. Với lại việc gửi xe miễn phí như này thì giúp ích rất nhiều cho sinh viên bọn em ạ. Cũng cần thông tin rõ, khi tham gia gửi xe miễn phí, hành khách phải tuân thủ các quy định, phải xuất trình thẻ chứng nhận là học sinh sinh viên. Khi ra lấy xe, phải xuất trình hai vé xe buýt đi và về cho nhân viên bãi giữ xe. Thời gian phục vụ từ 4:30 đến 22:00 hàng ngày.